Xin chào quý vị và các bạn. Thì trong cái clip này tôi sẽ làm định giá các cái cổ phiếu KPF, PSH, VHM, BTB, BTB và MHC. Đấy, để trả lời các cái câu hỏi của các bạn đã đăng tăng nhờ định giá ấy. Đấy, thì đầu tiên là cái cổ phiếu Vinhome đi, cho nó VHM đi. VHM là của tập đoàn Vin Vingroup đúng không ạ? Cổ phiếu này là Vinhome thì chúng ta sẽ đánh giá xem nó thế nào. Đấy, thì VHM. Đấy, giá là 113.900 đồng một cổ phiếu. Lợi nhuận rất là lớn đúng không? Lợi nhuận này là còn lớn hơn cả đồng Hòa Phát đấy. Tôi nhập giá luôn là 113.900 đồng. Tuy nhiên là giá cao hơn Hòa Phát rất là nhiều đúng không? Tiếp theo này, vốn chủ sở hữu. Tài sản tiếp theo này là EPS 4 quý. EPS 4 quý. Rồi tiếp theo này là số lượng cổ phiếu lưu hành. Số lượng cổ phiếu lưu hành thì chúng ta vào cái tab này. Số lượng cổ phiếu lưu hành của nó cũng lớn đấy nhá. Nó cũng không nó kém hơn đồng Hòa Phát một chút thôi. Kém hơn Hòa Phát khoảng một một tỷ, hơn 1 tỷ một tí đúng không? Đây là chấm chấm 5 nhá. Chấm 5. Đấy, cái 6 này thì nhập rồi, còn cái 7. Cái 7 này là cái rất là quan trọng nhưng mà thường là chúng ta bỏ qua nó, thường là chúng ta bỏ qua cái số 7 ấy. Đấy, thường chỉ là chúng ta bỏ qua cái số 7. Cái số 7 này nó quan trọng, nó đánh giá cái sức mạnh của cái dòng máu lưu thông ở trong cái công ty ấy. Thì đấy, nó như thế này ấy, có nghĩa là tiền nó cũng không về đâu. Cái báo cáo lãi này là đấy, là do nó có một cái cục tiền từ cái gì đấy, xong nó cứ cắt ra, nó cứ chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia, xong rồi nó báo báo lãi đấy, nó có một cái cục gì đấy, nó cứ đấy, nó cứ cứ lấy ra. Còn cái lưu chuyển tiền đây, từ lưu chuyển tiền thuần nhá, từ hoạt động kinh doanh là âm 2.253 tỷ, là một con số không hề nhỏ đấy. Cái con số này nói rằng đấy là cái thằng VHM này, nó sẽ không có khả năng chia lợi nhuận bằng tiền, không có khả năng chia lợi nhuận bằng tiền đâu. Mặc dù cái chỉ số ROA của nó cũng không tăng đều đấy, nó cũng không tăng đều, nó không được như thằng Hòa Phát đâu. Và các bạn thấy cái chất lượng tài sản của nó đấy, chất lượng tài sản của nó cũng được đánh giá là không tốt nha, không tốt, bình thường, nó không xấu nhưng nó bình thường đấy. Chất lượng về vốn chủ sở hữu thì đấy, về về nó cũng tăng đều đấy, đánh giá là được, nhưng cái tốc độ tăng ấy nó không lớn đấy, các bạn hình dung thế. Còn
cái chất lượng về 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 tăng tăng cái lợi nhuận sau thuế ấy, thì được đánh giá là tốt đấy, nó có tăng đột biến, nó có tăng đột biến đấy, nó có tăng đột biến nhưng nó lại đấy, nó có quý giảm đấy. Ví dụ các bạn nhìn này, nó tăng xong nó lại giảm, nó lại tăng đấy. Đấy, đấy là những cái đánh giá nhé. Mặc dù vậy thì đấy cũng là đánh giá nó là cũng ở cái mức good thôi, đúng không? Tốt thôi, đúng không? Phải là hoàn hảo, các bạn hình dung thế. Và cái giá trị sổ sách của nó là 30.147 đồng. Thì với cái giá trị sổ sách này và với cái mức lợi nhuận đấy thì cái giá trị định giá tài sản nó là 32.200 đồng. Thì có nghĩa là cái chất lượng tài sản của nó là cũng là tốt đấy, nó là có công ty có tài sản và P/E của nó hiện tại là đang là 11.29 lần đấy, P/E hiện tại của nó đang như thế. Và nói về giá trị định giá ấy, thì cái giá hợp lý của nó với cái mức P/E này thì cái giá hợp lý của nó là 109.100 đồng. Tuy nhiên đấy, mà so sánh về chất lượng ấy, thì chúng ta đang thấy là cái dòng tiền của nó là đang không tốt, đang có vấn đề. Đang có vấn đề nha. Còn còn nó cái vấn đề này là cái vấn đề về cái dòng tiền lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh thôi, chứ nó cũng không đánh giá được hết, không đánh giá được hết về 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 cái mạch máu đấy, có nghĩa là cái lượng tiền ở trong cái công ty này nó như thế nào thì không đánh giá được hết. Lý do là cái lượng tiền này nó mặc dù nó âm nhé, nhưng cái công ty này nó có dự trữ tiền mặt lớn ấy thì nó vẫn không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng những cái công ty nào ấy mà không có cái lượng dự trữ tiền mặt lớn ấy mà cái lưu chuyển tiền thuần này này âm to như này này là công ty sắp đứt đấy. Đấy, công ty sắp gặp nguy hiểm nha. Đấy, những công ty mà lý do là cái thằng này nó có lượng tiền mặt dự trữ lớn thì cái việc mà cái lưu chuyển tiền thuần hoạt động kinh doanh này âm ấy nhiều khi nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến đến công ty. Đấy. Và cái mức sinh lời trên cổ phiếu ấy là nó đang được đánh giá là khoảng 8.900 đồng. Đấy, thì nếu mà các bạn định giá theo kiểu cái mức sinh lời này ấy, thì cái giá hợp lý của nó là khoảng 90.000. Còn nếu mà định giá theo mức kỳ vọng P/E ấy, thì nó khoảng 109.100 đồng. Đấy, còn cái chất lượng tài sản, cái này chỉ đánh giá chất lượng tài sản thôi, thì chất lượng tài sản của nó là cũng là khá tốt, nó là công ty có tài sản. Đấy, có tài sản và tài sản của nó là cũng là chất lượng tốt và cũng phát triển. Đấy, mặc dù vậy ấy, thì đây cái dòng tiền của nó đang không tốt. Đấy, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ấy, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của nó là đang âm rất là lớn. Đấy, còn nếu đánh giá về cái mức độ sinh lời đấy, ROA đấy, thì chúng ta nhìn thấy này, nó có cái chỉ số cũng khá là đẹp. Đấy, 16 15.6 của 4 quý và 36.6 là ROE của 4 quý, là tôi nghĩ là con số ấn tượng cho một công ty về xây dựng. Đấy, tôi khẳng định luôn là con số này là con số ấn tượng. Những công ty về xây dựng ấy là có hai con số này khoảng 15% trở lên là ít, không nhiều đâu. Đấy, không nhiều đâu. Và quan trọng là cái ROE này nó rất là cao. ROE của các công ty xây dựng bình thường nó thông thường nó nhỏ hơn 25%. Thông thường nó nhỏ hơn 25% đấy, và thông thường các bạn hay nhìn thấy ở cái mức gọi là 20 hoặc là 18 vân vân, nhưng con này là như này là cao nhá. Và tốc độ tăng trưởng EPS của nó cũng không cao đấy, nó khoảng 14%, trung bình là khoảng 14% đấy, mỗi quý là nó sẽ tăng trưởng thêm khoảng 14,5% nhá. Thì đấy là những cái thông tin rất là chi tiết đối với cổ phiếu VHM. Còn quyết định cuối cùng là của các bạn có thể đầu tư hoặc đấy, các bạn thực ra cái công ty này này để đầu tư hay không ấy, thì các bạn chỉ cần đánh giá thêm một cái thông tin nữa là cái lượng tiền mặt của công ty nó có thực sự dồi dào không, nó có đủ lớn không. Các bạn nhìn chắc chắn là tiền mặt nó sẽ giảm nhé, cái lượng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh nó âm như này ấy, có nghĩa là cái lượng tiền mặt ở trong công ty có thể cũng không còn nhiều đâu, nó cũng không còn nhiều đâu. Nhưng công ty này nó là công ty mạnh, nhưng chúng ta phải đánh giá được cái đấy thì chúng ta mới biết là công ty có khó khăn hay không nhá. Đấy, đấy là những cái chia sẻ của tôi. Thì tiếp theo là chúng ta đến cái cổ phiếu KPF KPF
KPF, tôi chả biết công ty này là công ty gì. KPF nhé. Đấy, đấy là những cái phân tích thì tôi cổ phiếu Vin tôi phân tích kỹ như thế, các cổ phiếu khác thì các bạn có thể các bạn tự các bạn phân tích được, các bạn hiểu rồi là, thì tôi chỉ cần nhập số thôi rồi các bạn tự các bạn biết được là nên mua hay không. KPF giá là 10.750 đồng. Công ty này có một quý âm này. Giá tôi nhập luôn nhé. 10.750 đồng. Này. Đấy, rồi số lượng cổ phiếu này. Rồi lấy 58 luôn nhé. 58 này. 6 nhập rồi nhá. Rồi, tiếp theo này. Cái lưu chuyển tiền đấy, công ty này thì đây chúng ta phân tích qua một tí thì chúng ta thấy là cái mức sinh lời trên cổ phiếu nó khoảng 1.000. Đấy thì cái mức giá hợp lý của nó là khoảng 10.000. Đấy và cái giá trị sổ sách của nó là khoảng 12.600. Thì cái định giá chất lượng như này là cái chất lượng tài sản của nó, đấy cái chất lượng lợi nhuận của nó đang có vấn đề nên là cái giá trị định giá này nó sẽ thấp hơn cái giá trị sổ sách nha. Định giá về mặt tài sản thì đấy nó cũng có cái không tốt lắm, nhưng cái dòng tiền của công ty này ấy, thì lại rất là tốt. Đấy, dòng tiền công ty này là rất là tốt nhá. Đấy, rất là tốt thì nó có ưu điểm là công ty này là nó giữ được cái dòng tiền, tôi không biết công ty này là công ty gì đấy, và nếu mà theo cái P/E ấy thì cái giá của nó khoảng 8.400 đồng, 8.400 đồng nha, 450 đồng đấy, 8.500 đấy, và cái công ty này thì các bạn chỉ cần đánh giá thêm một chút nữa xem cái lượng tiền mặt của công ty ấy nó có dồi dào hay không. Cái EPS công ty này nó không không phải công ty tăng trưởng đấy, nó không phải công ty tăng trưởng tốt đấy, nên các bạn hình dung ra này cái chỉ số ROA ROE của nó là rất là phức tạp đấy nha. Đấy thế thôi nha, và cái EPS của nó thì đang bị giảm dần, đang bị giảm đấy, nó cũng không phải giảm dần đâu, nó có quý tăng quý giảm. Đấy, tiếp theo là cổ phiếu PSH. PSH đấy, với cái dòng tiền này ấy, thì nó có khả năng chia cổ tức bằng tiền mặt đấy, nó đủ khả năng chia cổ tức bằng tiền mặt. Còn cái mức chia của nó thì các bạn nhìn vào đây này, nhìn cái lợi nhuận trên cổ phiếu này thì cái khả năng chia của nó cũng chỉ loanh quanh dưới 10.000 đấy, à dưới 10%, nghĩa là dưới 1.000 đúng không? Đấy, thông thường là nó không chia, có công ty thì nó vẫn chia hết hoặc là nó còn chia hơn một tí, nhưng nó chỉ loanh quanh cái con số này thôi nha. Đấy, trên mỗi một cổ phiếu nó chỉ 1.000 thôi, nó không thường nó không chia chia hết đâu đấy. Thường cái này nó chỉ chia 800 hoặc 700 thậm chí 500 nhá, phải giữ lại đấy. Tiếp theo này là đến công ty PSH. Nó có lợi nhuận này.
tổng tài sản đây là hơi ngược. Vốn chủ sở hữu vì là cái này là đang theo cái thiết kế ban đầu cho nên là đấy, thiết kế ban đầu thì tôi lại làm theo cái định dạng của thằng Fayan đấy, nhưng mà như thế là cuối cùng vẫn phải sang đây lấy cái EPS, đâm ra là nó cũng không 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 được nên là tự nhiên nó bị đảo ngược như thế. Đúng ra là cái phần tổng tài sản này chúng ta cho lên trên, cho cái này ở dưới, nhưng mà thôi kệ. Số lượng cổ phiếu lưu hành này. Một trăm hai mươi sáu chấm một nhé. Giá cổ phiếu là 17.750 đồng. Đấy, thì công ty này chúng ta đánh giá công ty này thì chúng ta thấy này là cái mức độ sinh lời của cổ phiếu ấy nó cũng không cao, nó chỉ có 800 đồng thôi và cái giá trị sổ sách nó khoảng 13.200 đồng đấy, nhưng mà cái chất lượng đấy, cái chất lượng lợi nhuận của nó thì cũng không không tốt nên là đấy, có nghĩa là cái tài sản lớn nhưng mà lợi nhuận nó sinh ra cũng không 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 lớn lắm đấy, nên là cái giá trị định giá của tài sản nó chỉ khoảng 11.200 đồng thôi đấy, tuy nhiên đấy là nó cũng có cái mức độ phát triển tốt đấy. Phát triển là nó có tốc độ phát triển này các bạn nhìn đấy, mấy quý gần đây nó phát triển mạnh đấy, thì cái giá kỳ vọng của nó là khoảng 19.800 đồng đấy, 19.800 đồng và cái khả năng chia cổ tức của nó ấy, là nó có khả năng đấy, nó có thể là có thể có năng lực chia cổ tức, nhưng cái con số này này không đấy, cái hệ số này nó hơi thấp, nó không được lớn. Đấy, nó tôi vẫn thích những công ty mà tôi nhìn thấy cái